Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, chiều tối và đêm nay tại khu vực Bắc Bộ thì vẫn có mưa rào và dông rải rác. Sang tới ngày mùng 5 thì khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày sẽ có nắng, có nơi có nắng nóng. Và riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ thì ngày mai vẫn có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng và có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, thời tiết trong những ngày tới tại khu vực Trung Bộ thì vẫn có những ngày mưa dông ở một vài nơi. Tuy nhiên thì nắng nóng với nền nhiệt độ cao vẫn được duy trì khắp các dải miền Trung. Nắng nóng lại kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh chính là nguyên nhân của rất nhiều vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại khu vực Bắc Trung Bộ. Chính vì vậy mà bà con tại khu vực này cần hết sức lưu ý hiện tượng nắng nóng và khô hạn sẽ vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới diện rộng tại khu vực miền Trung, đặc biệt là ở các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị. Do vậy, khuyến cáo bà con là không vào rừng và tự ý đốt nương làm rẫy. Quay trở lại với tình hình thời tiết, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm nay cho đến ngày 7 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Riêng tại khu vực Nam Bộ thì sẽ có nơi có nắng nóng. Đêm nay thì có mưa vài nơi, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông, bà con cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cuối cùng như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước trong 3 ngày tới. Mời quý vị cùng theo dõi.